trong loạt chuyên đề về phân phối nhận thức của Benoni. Bài tập số 13 này được lấy từ đề thi giữa kỳ của Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2014-2015. Đầu bài của bài 13 như sau này: hai đối thủ A và B đấu với nhau 7 ván cờ. Hai đối thủ A, B thì đấu với nhau 7 ván cờ. Xác suất thắng của A trong mỗi ván là 0,4. Xác suất thắng của A trong mỗi ván là P bằng 0,4. Tìm xác suất để A thắng nhiều ván hơn B. A thắng nhiều ván hơn B thì có thể là A thắng 4, A thắng 5, A thắng 6 hoặc A thắng cả 7 ván nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ gọi A4 này, A5 này, A6 này, A7 này lần lượt là cái biến cố A thắng 4, 5, 6 hoặc 7 ván. Thế thì cái biến cố, cái xác suất cần tính ấy, sẽ là cái xác suất của cái hợp của các cái biến cố A thắng 4, A thắng 5, A thắng 6 hoặc A thắng 7 nhé. Vậy thì bây giờ ta sẽ tính nhé, xác suất của xảy ra biến cố A4 như thế nào. Em xem này, A và B đấu với nhau 7 ván cờ. Như vậy là xác suất trong mỗi ván thắng của A đều bằng nhau và đều bằng 0,4. Và kết quả của ván này không hề ảnh hưởng gì đến kết quả của ván kia. Và do đó chúng ta có thể sử dụng cái công thức của Benoni, xác suất để có N thử nghiệm trong đó K lần thành công và xác suất của mỗi lần thành công là P thì sẽ được tính bằng tổ hợp trực K của N nhân với P mũ K và nhân với 1 trừ P mũ N trừ K. Đấy, như vậy là A với B đấu với nhau 7 ván cờ. Bây giờ ta cần tính xác suất A4, tức là xác suất để A thắng 4 ván nhé. Thế tức là thử nghiệm 7 lần và có 4 lần thành công, nên ta sẽ có tổ hợp trực 4 của 7 này nhân với xác suất mỗi lần thành công là 0,4 này mũ 4 này nhân với 1 trừ p, tức là 1 trừ 0,4 sẽ là 0,6 mũ n trừ đi k bằng mũ 7 trừ 4 là 3. Tương tự như vậy, em tính được xác suất để xảy ra biến cố A5, tức là đấu với nhau 7 ván thì A thắng 5 ván, sẽ là tổ hợp trực 5 của 7 nhân với 0,4 mũ 5 và nhân với 0,6 mũ 7 trừ 5 tức là mũ 2. Rồi đến PA6, xác suất để A thắng 6 ván sẽ là tổ hợp trực 6 của 7 nhân với 0,4 mũ 6 nhân với 0,6 mũ 7 trừ 6 là 1. Đấy, tổ hợp, xin lỗi, xác suất để xảy ra biến cố A7 sẽ bằng gì? PA7 sẽ tổ hợp trực 7 của 7 nhân với 0,4 mũ 7 và nhân với 0,6 mũ 7 trừ 7 tức là 0. Vậy từ đây suy ra cái xác suất cần tính P sẽ bằng P của A4 hợp với A5 hợp với A6 hợp với A7
Ở đây ta dùng hợp là vì sao? A chỉ cần thắng 4, thắng 5, thắng 6 hoặc là thắng 7 thôi là đã có thể có số trận thắng nhiều hơn so với B rồi. Thì nó sẽ bằng gì? PA 4 cộng với PA 5 cộng với PA 6 và cộng với PA 7. Ở đây A 4 là 5, A 6 và A 7 là các cái biến cố độc lập với nhau, nên tích của chúng chắc chắn là bằng không rồi, cho nên chúng ta không cần phải trừ đi các cái biến cố tích nữa, ta có thể cộng trực tiếp các cái xác suất này lại. Thì em nhận thấy này, PA 4, PA 5, PA 6, PA 7 đều là những cái con số mà nếu bấm máy tính em sẽ ra được kết quả cụ thể rồi, đúng không? Thì sau đó cộng lại bốn cái kết quả này thì em sẽ được cái kết quả chung. Ở đây thầy tính nha, sẵn nhé, nó sẽ là 0,2898 0,2898, tức là xác suất để A thắng nhiều hơn B cỡ khoảng 28,98%. Đó là đáp án của bài số 13.